Shop chơi đèn led xin chào các bạn. Hôm nay shop xin giới thiệu hướng dẫn các bạn lên sạc Attila bụng bự hàng chuẩn cho xe Sirius FE. Vì em thấy nhiều nơi lên nhưng mà không chỉ dẫn anh em cách lên giống à. Cho nên mình làm video này để hướng dẫn anh em tự lên được. Rồi. Đây các bạn. Xe thường thì lên rất dễ các bạn nhé, nhưng đây là xe FE. Đây sạc Attila đây. Đây, lên làm giác cắm cẩn thận anh em nhé. Đây. Rồi, bọc dây chống cháy cho nó hầm hố, nó an toàn. Anh làm em nào có điều kiện thì nên bọc dây chống cháy. Sạc này sạc Attila hơi nóng chút nên anh em chọn dây điện to chút nhé. Này, dây 1.5 trở lên, 2.0. Tiếp. Còn về cách đấu dây, mày chỉ cho anh em này, chỉ đi. Đây là rác sạc zin này. Kỹ thuật tại sao em sẽ hướng dẫn anh em. Rác sạc zin thì mình sẽ lấy một dây màu đỏ và dây màu đen như đây lên. Hai dây đấy là hai dây nạp vào cọc bình ấy. Lên đây vào dây màu. Tóm lại là anh ở dưới máy này là nó lên bình đây. Những dây màu gì em? Bốn dây là màu đỏ, màu đen, màu vàng, màu trắng. Đỏ đen vàng trắng anh em ạ. Mình sẽ lấy dây màu đỏ với dây màu đen. Đỏ nối, đen rồi. Nối đây là nối vào dây màu đỏ với dây màu xanh. Màu đỏ là dây màu nhé. Rồi đỏ. Đỏ dưới này anh em nối dây đỏ rồi. Tiếp. Màu đen như này nối vào dây xanh như này. Đen dưới này cấp vào mát chưa sạc anh em nhá. Tiếp. Còn cái gì nữa nhỉ? Hai dây từ mâm lửa lên. Còn dây đây là dây từ mâm lửa lên anh em ạ. Dây mâm lửa là nó chạy từ đây lên các bạn nhá. Đây, nhìn đúng rác nha, dây mâm lửa lên là có hai rác. Một rác to, một rác bé. Dây mâm lửa lên là thì mình cần nối dây màu gì á? Dây mâm lửa lên thì có đây, lấy một dây màu trắng và dây màu đen là cái rác to này này. Dây màu trắng với dây màu đen ở đấy. Đây, thấy luôn đây. Trắng màu đen. Trắng đen nhá các bạn nhá. Trắng đen đấy thì anh em bọc dây chống cháy. Đi lên dây màu hồng và dây màu vàng trên này. Rồi. Hồng đây. Hồng và vàng đây các bạn nhá. Trắng đen từ dưới mâm lửa nó luồn sang đây. Thì anh em câu dây từ đây lên dây hồng và dây vàng trên này các bạn ạ. Còn lại một dây màu đen. Dây màu đen sau sạc Attila. Dây này có nhiệm vụ là đo bình. Để khi thấy bình đầy thì sạc Attila nó sẽ ngắt điện tránh phù bình các bạn nhé. Dây màu đen thì đấu vào sau ổ khóa. Dây màu đen thì các bạn dòng dây lên đây nối vào dây sau ổ khóa các bạn nhé. Dây sau ổ khóa của xe IA nó là dây màu nâu các bạn ạ. Cứ dày lật ở đây ra là sẽ thấy các bạn ạ. Đấy, ok. Rất đơn giản thôi anh em nhé. Không có gì phức tạp cả. Nếu làm đúng kỹ thuật an toàn. Làm xong thì nếu có đồng hồ thì các bạn nên lấy đồng hồ đo kiểm tra bình xem đã có điện sạc vào bình chưa các bạn nhé. Mọi chi tiết thắc mắc các bạn liên hệ đến số hotline 098 502 495 để được tư vấn miễn phí. Rồi chào các bạn.